Mỗi ngày chúng ta Đều nhắc nhở nhau Phải nhớ ai với Đạo Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc Khi mình vừa nhắc chỗ này một cái Là chúng ta đề sướng liền Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật Có nghĩa là vừa nhắc một cái Là mình niệm Phật liền Mình nghĩ tới thế giới cực lạc vô cùng trang nghiêm một quốc độ đặc biệt vô cùng mình muốn gì những đoạn chia sẻ này, này dù nó có thì 10 năm 20 năm sau thì bất cứ một người nào khi coi đến cái vừa nghe công đoạn nhắc mình nhớ ai với đạo Phật nhớ Tây phương cực lạc cái đời sướng liền Ai dạy đạo Phật, ai dạy đạo Phật Ai dạy đạo Phật, ai dạy đạo Phật, Phật. Niệm Phật liền Nhớ Một ngày mình phải thường Nhớ Phật, niệm Phật Dù mình có gặp Sự trở ngại gì Mình cứ nhớ Phật, niệm Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc đi Mọi việc sẽ qua hết Trở về trạng thái rất bình an cho mình Nên có một câu rất hay quý vị Cho nên Học sống một ngày là biết ơn một ngày Học sống một hôm có ý nghĩa một hôm Vì vậy cho dù ngày mai tặng thế Đêm nay sen vẫn gieo chồng Cái cảm giác nó tự tại lắm quý vị Cảm giác rất là tự tại Dù ngày mai có như thế nào Thì hôm nay chúng ta phải sống cho đặc biệt cho tốt Nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc, nhớ. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt tốt đẹp thì ngày mai mới tốt đẹp. Con người ta thường lo cho cái ngày mai mà không chú trọng ngày nay. Cứ lo mãi cho cái ngày mai. Có tiền bạc vật chất thì lo cho ngày mai sẽ hết tiền, có danh tiếng thì sợ ngày mai bị mất danh tiếng. Tu được thì sợ ngày mai biết tu được hay không? đang khỏe mạnh thì sợ ngày mai không biết có bệnh hoạn hay không toàn là lo cho cái ngày mai mà không biết về dựng cái ngày hôm nay <laughs> nên phật dạy một câu rất là hay an vui cùng hiện tại hạnh phúc mãi bên ta người mà thường nhớ ai với đà phật nhớ tây phương cực lạc là luôn luôn an vui cùng hiện tại tổ sư thì dạy rằng trụ tâm một chỗ việc gì cũng thành công Tính nguyện một câu vật hiệu Thì việc gì cũng thành Nên mỗi một người chúng ta Được sống ngày hôm nay Mỗi buổi sáng mai thức dậy Là chúng ta Gieo duyên Tây Phương Cực Lạc rồi Mỗi sớm mai thức dậy Thì mỗi người chúng ta Có niềm vui, có nụ cười để niệm Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc Đây là 100% 100% những đức vừa ngủ thức dậy nhìn vào mặt kiến cái mặt là mắc cười luôn tự nhiên mình mắc cười lên cười được năm lần rồi xong đề sướng niệm phật đi rửa mặt cũng niệm phật thầm thầm tâm trạng cảm thấy an lạc tự tại vô cùng Khi buổi tối chuẩn bị ngủ thì niệm Phật để dỗ giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy thì niệm Phật và có nụ cười. Mỗi ngày chúng ta sống như vậy dù là mình có nghèo đi chăng nữa mình cũng rất là tự tại an vui nữa quý vị. Có nhiều người trong cuộc đời này người ta giàu vô cùng mà người ta không có nụ cười. Còn mình thì không có giàu gì hết nhưng mà mình sống lại có ý nghĩa và có nụ cười có phương hướng giải thoát. Đây là quá lý tưởng ở còn gì? Nên câu này mới nói rằng sống một ngày là biết ơn một ngày, sống một hôm có ý nghĩa một hôm, cho dù ngày mai tặng thế đêm nay sen vẫn gieo trồng. Cho dù ngày mai như thế nào hôm nay vẫn niệm ai với là Phật là sen vẫn gieo trồng. Mình mà sống có niềm vui Sống có sự an lạc Sống không nặng nề Thì người người gặp mình là chồng sen đó quý vị Còn mình mỗi ngày mang một cái gương mặt nặng nề Âu sầu để sống Vậy thì biết cái quả báo mình đi đâu rồi đó Nên người tu hành của chúng ta khỏi cần hỏi mình đi về đâu Cái hành động sống mỗi ngày của mình Mình sẽ biết mình đi về đâu Thế giới cực lạc, an lạc, tự tại, vui vẻ, quan hỷ, thương yêu, giúp đỡ Những điều này chúng ta là người niệm Phật Mình có hay không? Nếu như đi ngược lại mỗi ngày Âu sầu nặng nề, câu có khó chịu, bực dọc Hơn thua đấu đá Thì biết mình ở trong tam đồ ác đạo rồi Còn nếu như mỗi ngày mình khoan dung, vui vẻ, quan hỷ, niệm Phật Nhớ Tây Phương cực lạc Không buồn giận ai để trong tâm Là biết mình sẽ sanh cực lạc là chắc chắn Pháp môn tịnh độ này giúp cho mình hiện đời vui vẻ an lạc tốt đẹp luôn nè Nên có một câu hay nè Do đó bệnh khổ không phải là không có lối thoát Chẳng qua chúng ta có biết cách thoát Cũng như đủ niềm tin và công phu để thoát hay không Cho nên nếu biết giữ tâm mình không bệnh Tự sinh nhìn lại chỉ trò chớ Tâm mình không bệnh là như thế nào quý vị Mình biết cuộc đời ai mà không bệnh Ai mà không chết nên cái bệnh đến với mình Mình thấy rất bình thường Nên giữ tâm này không bệnh Tự sinh nhìn lại chỉ trò chớ 100% trò chớ Chúng ta Chết đâu phải là hết Chết là thay đổi cái thăng mới nếu như mỗi ngày chúng ta bồi dưỡng bổ túc một cái thân mới đặc biệt Thì chúng ta vừa mất thân này sẽ có thân mới rất đặc biệt Thí dụ như mỗi ngày chúng ta nhớ ai với là Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc là chúng ta đang bồi dưỡng cái thân ở tây phương cực lạc mình vừa bỏ cái thân này là mình có cái thân ở tây phương cực lạc à. nó mới nói rằng tự sinh nhìn lại chỉ trò chơi còn nếu như mỗi ngày mình có cái thân này mà mình không bồi dưỡng cái thân ở tây phương cực lạc mà mình toàn là bồi dưỡng cái thân ở trong địa ngục ngạo quỷ súc sanh thì mình vừa mắc một cái là mình đi thẳng xuống tam đồ ác đạo đúng là thê thảm vì sao mỗi người chúng ta không nhớ ai gia đạo phật nhớ tây phương cực lạc quý vị mà đi nhớ tham sang si làm chi Ba người tham sang si Muốn chạy đua cùng Với danh hiệu Phật Nếu như danh hiệu Phật của chúng ta Mà chạy sau tham sang si Thì tam đồ ác đạo mình có vòng Nếu ai với đà Phật của chúng ta Mà chạy qua mặt tham sang si Thì chắc chắn mình giảng sanh nên mỗi ngày nhắc mình là nhớ ai với Đạo Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc Phải gây dựng tín nguyện cực kỳ kiên cố Hồi tối nhà Đức học tập Một bài học tập Ở bên chùa mới Hình như là Tịnh độ cứu độ chúng sanh Hờ mạt pháp hay gì đó hình như là bài đó đó tán tháng về tịnh độ ghe dựng tính nguyện cho đại chúng ai ngồi nghe cũng vô cùng quan hỷ vui vẻ quý vị nên coi vui vẻ an lạc bây giờ mỗi một bài chia sẻ bọc pháp của chúng ta đều là gây dựng tính nguyện nên quý vị nên Mỗi ngày coi và bồi dưỡng mình Từ hôm nay chúng ta chia sẻ tình độ Đều là gây dựng tính nguyện Nhớ gây dựng tính nguyện Bỏ tính nguyện Thì cái như mình không thể nào giảng sanh Nên gây dựng tính nguyện là chắc chắn niệm Phật giảng sanh nên nguyện thứ 18 Phật nêu lên là trí tâm tinh ưa Câu này cực kỳ quan trọng luôn Còn những câu đầu là Phật nêu lên rằng Tất cả chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu ai cho Đà Phật Hạng nào cũng vậy chỉ cần nghe danh hiệu ai cho Đà Phật Mà trí tâm tinh ưa Là từ khi nghe danh hiệu ai với Đà Phật Trí tâm là một câu vật hiệu niệm đến cùng Tinh ưa là càng niệm Phật Thì càng thích Cứ gầy dựng như vậy cả đời mình nghĩ rằng mình chỉ cần bỏ có vật hiệu là cuộc đời mình đến đấy, thế gian này không có gì hết, đến thế gian này không có gì hết, nên chúng ta nắm chắc có vật hiệu để sống trong cuộc đời này. Bao nhiêu con người giàu sang phú quý, tiền bạc của cải rất là nhiều, nhưng ngủ một đêm ngày mai chết queo, không cầm theo được cái gì hết. Lúc còn đương thờ khuyên tu hành thì nói không có thời gian Khi cơn vô thường đến Thì không có ai đợi thời gian quý vị đâu Từ nơi đó mà mỗi một con người Nghe Phật Pháp phải nhắc nhở mình về vô thường Trẻ già gì cũng nhắc mình vô thường hết Mình đi xe ngoài đường mình thấy tai nạn giao thông Bao nhiêu người trẻ chết Chứ đâu phải là người già không đâu từ nơi đó mỗi một con người mình nhận thức rằng Trẻ già gì đến lúc thọ mạng đến lúc chết là chết liền Nên mỗi người chúng ta phải gây dựng cái tâm niệm Phật Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây chúng ta phải gây dựng tính tâm niệm Phật Không có giải đại được quý vị Mình giải đại là thiệt thòi cho mình rất lớn trong cuộc đời này luôn Giải đại là rất thiệt thòi Nên cái người được sống trong ngôi nhà Tam Bảo Ngay ngôi chùa chiên tu gì mà mỗi ngày không siêng năng lên chánh điện giải đải không niệm Phật thì đúng là tiếc nuối cho quý vị quá. Quý vị làm việc thiệt thòi cho mình. Quá thiệt thòi cho mình luôn. Nên là chiếc máy bấm số này hay lắm. Mót có vật hiệu rất là hay. Từ chúng trong chùa cho đến hàng Phật tử khắp nơi nơi. Nên những cô á mà làm trưởng ban ký số niệm Phật những đức rất là tán thán các cô vì sao? Vì các cô động viên nhiều người ta bấm số niệm Phật. Mình khuyên người ta niệm một câu Phật hiệu thôi Thì phước sanh vô lượng Không chi mình động viên rất là nhiều người cùng niệm Phật cùng tu với mình Nỗ lực lên cố gắng làm quý vị Cuộc đời của mình được gặp với môn tình độ chân thật nhiệt tình đẹp với môn tình độ này để giới thiệu Cũng như chiếc máy V52 này nè Phổ biến khắp nơi nơi chúng sanh được lợi ích Phổ biến khắp nơi nơi chúng sanh được lợi ích Nên mỗi một người chúng ta Mỗi lần lễ lọc mà đi đến chùa Mình đặt những chiếc máy này Mình đem về mình tặng cho ông bà cha mẹ Chờm sớm Mình có khả năng Được đặt như mình đặt Hoặc chiếc máy niệm Phật này Những người biết niệm Phật Mình tặng làm quà cho ông bà cha mẹ của mình Chính bản thân mà đeo máy niệm Phật được lợi ích sao hướng dẫn gì Còn chiếc máy nghe Pháp này hơn một 000 buổi sự lợi ích vô cùng đi mọi nơi mọi chỗ đều nghe được Để nhắc nhở mình vì vô thường Và nghe giảng có niềm vui niệm Phật cầu sanh cực lạc Còn cái đèn bông sen này thì mình đặt mình để bằng thờ ông bà tổ tiên của mình Bắt cái điều niệm Phật có đèn sáng Bắt cái điều niệm Phật hồ niệm bốn chữ để xuyên suốt trong nhà Vô cùng ấm áp Hay lắm quý vị Rất là hay nên mỗi một con người chúng ta nên làm cái việc gì đó lợi ích trong cái cuộc đời này Đó là ý nghĩa mà con người mình đi đến thế gian này Đi đứng nằm ngồi chân thật niệm Phật Có những người Lập những cái trang mà đem những buổi giảng của mình giới thiệu những đức để ý một người mà thí dụ như có nhiều người người ta biết cái trang nó bị lập để cái tên người đó mình lập ra mình để cái tên người đó thì rất nhiều người người ta sẽ phớt qua là người ta sẽ biết à, trang của ông này dạng ta vô liền nên cái sự phát triển trang nó rất là mau Và khi phát triển cái trang của mình Trên mạng có Những cái quy trình Người ta quảng cáo như thế nào về cái trang Rất mau phát triển Những đứa thấy rằng Có cái trang gì Sen tiền giang gì đó mới lập ra mà cái trang đó để rất nhiều những cái buổi mà dạy nấu đồ ăn chay đồ này kia tốt rất tốt rồi giờ đem những buổi giảng mình bữa đó chủ nhật hai mẹ con đến xin hỏi tiếp cho con xin lấy những buổi giảng của thầy để phổ biến khi những nước bấm vào coi thì thấy nhiều người khi người ta được coi người ta nghe người ta bình luận người ta hoan hỷ cảm ơn người đã đem cái buổi giảng này chia sẻ thì thấy mỗi ngày bị làm gì cái việc làm bị quá ý nghĩa không quá ý nghĩa luôn đó. mà về cái mặt mà mạng internet đó mình làm sao đó mỗi tháng mình vẫn có điều kiện chút định trong cái cuộc sống này mà quý vị mình cũng phải có điều kiện chút đỉnh mình mới tiện tu thì vì cứ làm đi mỹ sao lợi ích cho người ta thôi nhưng thí dụ những bài giảng như đức lúc trước mà những câu nào gắt gắt á thôi mình đừng có cắt cái ngắn cái câu đó làm chi có khi những người nghe người ta không hiểu mình lấy những bài giảng nguyên bản mình đưa lên thôi hoặc là ví dụ như có những người người ta cắt cái khúc đầu người ta làm lại một chút nên mỗi một người mình quý vị sống trong cuộc đời này ai đến với cuộc đời này cũng phải gặp kiếp nạn nhưng chúng ta là người học đạo mừng nhất là mỗi ngày mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời cuộc đời có người thì ai cũng sẽ chết một lần nhưng có những người đến đây và chết đi vô nghĩa quá chúng ta đến đây cũng phải làm một cái gì đó đến khi chúng ta chết đi chúng ta thấy vô cùng ý nghĩa còn ở cuộc đời này á làm thiện cỡ nào cũng có người nói làm ác cũng có người cười làm sai làm ác người ta cười làm thiện cũng có người chăm chích cái gì ở cuộc đời này cũng gặp phải những sự việc gì hết quý vị Chúng ta là người niệm Phật cầu sánh cực lạc Nguyên lý hiểu cái cõi ta bà này mà Phật nói Ta bà khổ, khổ không thế nào nói hết Có nghĩa là tất cả những việc ở cõi ta bà này Rất nhiều việc làm mình đau khổ Còn cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bà Một bên là Phật niêu quá khổ Một bên là Phật niêu quá vui Để chúng ta chọn một chỗ vui để mình đến Phật rất từ bi Nên mỗi ngày chúng ta nhắc nhau Nhớ ai với Đạo Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Hãy gây dựng cái tâm này cực kỳ mạnh Cả đời niệm Phật không bao giờ dao động tâm Nhớ nghe Không bao giờ dao động tâm Làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời của mình Cảm thấy mình vui sướng Ví dụ như vậy đem một buổi giảng cho người ta nghe mà người ta cảm ơn mình Quý vị thấy cái phước bị lớn không? Nhiều người người ta nghe người ta cỡ mở tâm tư người ta Từ cái phước đó mà cái điều kiện kinh tế cuộc sống của mình càng ngày càng phát triển mạng internet này nếu như biết áp dụng thì cũng có phước cũng có điều kiện luôn đừng có đi quay những cái thứ mà nó không có lợi ích gì đưa lên câu like gì vì đem vật pháp bị đưa lên đi nhất là pháp môn tịnh độ này đem vật pháp bị đưa lên đi cho người ta được lợi ích cái trang của mình lập cái đầu vào là cái là có cái thờ khóa tu ở dưới đó mình để về những buổi thờ khóa tu nào Thờ khóa tu nào Thờ khóa tu nào đem tất cả thờ khóa tu để ngay cái đầu trang để người ta nghe pháp người ta muốn dụng công người ta tu người ta đều thấy rõ ràng cái trang này có thờ khóa tu người ta vào thẳng thờ khóa đó người ta tu luôn Đặc biệt nữa Mình thường trực tiếp cái thờ khóa tu cho người ta tu Cho những bạn đồng tu mình cùng tu những thờ khóa tu Đó là quý vị lập đạo tràng trên không chung Rất nhiều người được lợi ích Cứ gầy dựng kiên trì gây dựng lâu dài Gây dựng lâu dài Thí dụ như nhiều trang nào là bán đồ Hay trang này trang kia trên mạng Mà rất nhiều người coi Họ mà biết được họ chỉ cần Đem một pháp để vào cái trang họ thôi Họ vẫn hoạt động như cái kia được Nhưng mà họ đem cái trang Của họ Có chứa những buổi giảng Phật giáo Cho nhiều người nhiều người được nghe Chia sẻ bọc pháp mà người ta nghe một cái thôi Vì biết rằng Cái công đức này lớn như lắm Pháp thí thắng mọi thí Ái diệt hết khổ đau Đem Phật Pháp chân thật giới thiệu là thí Pháp Trong tất cả các môn thí Thì thí Pháp là thù thắng nhất Mà đem tịnh độ này đi giới thiệu là thù thắng nhất Nên chúng ta phát động chương trình Nhiều người được đi tu Thờ thấy nhiều kiếp nạn Nhiều người tu kiếp nạn quá giải bớt đi Bữa nay một năm mà còn có 3 ngày nữa hả, quý vị là ngày mùng 8 tháng 4 ngày Đức Phật thì hiện đến thế gian này. Ngày đó chùa chúng ta tưởng nhớ ngày Đức Phật đản sanh 3 ngày. Mùng 8 tháng 4 âm lịch ngày thứ sáu của tuần này. Bữa nay thứ ba. là tổ chức ngay bên chùa mớ nguyên một ngày luôn từ sáng tám giờ ba mươi những đức chia sẻ phật pháp và cùng niệm phật lễ phật với hàng phật tử xong phóng sanh cũng đi thực một thờ buổi chiều khoảng hai giờ những đức lên chia sẻ phật pháp rồi lễ phật hay gì đó phong sanh cũng biết thực là hai thờ tối khoảng 6 giờ 10 những đức lên chia sẻ phật pháp xong chúng ta cùng lễ phật lễ phật xong chúng ta có cái lễ phong sanh cái chương trình quý vị đi đến tu lợi ích cực kỳ lớn cầu an cho người thân cầu siêu cho người thân được và những người mang nghiệp phá thai đi đến Nương vào cái pháp hội thù thắng này để cùng tu Khắp nơi nơi các vị đòn dẫn người đến tu Xong ngày mùng 8 tháng 4 Ngày thứ sáu thứ bảy bữa sau Ở bên Đại Tùng Lâm Tu thêm một ngày nữa tiếp tục Ba ngày mà quý vị Pháp hội ba ngày mùng 9 tháng 4 ngày thứ bảy bên đại tùng lâm trên điện vạn phật quang đại tùng lâm nguyên ngày iran như vậy luôn rồi mùng 10 tháng 4 âm lịch ngay chủ nhật ở bên hồ pháp cũng cả ngày tu vậy luôn ba ngày quý vị dẫn người đi đến tu thật sự quá xứng đáng dù cái nghiệp chướng nặng nề cỡ nào nghe pháp ba ngày niệm phật lễ phật phóng sanh cũng biết thực tự vì thấy nhẹ nhàng vô cùng có cái chú này cũng bị ung thư nhà ông rầu rĩ buồn quá trời buồn luôn như vậy mà chú đi đến ngày thứ bảy chủ nhật chú cộng tu gia đình dẫn đến vì mà chú đến có mấy tuần thôi tâm trạng chú an lạc thoải mái vô cùng vì những bài chia sẻ phật pháp mình nó quá gần gũi nó cỡ mở tâm tư cho chú luôn rồi chú tiếp tục niệm phật niệm phật niệm phật nhớ phật nên chú không có buồn nữa chú nói giờ mừng gây khỏe lắm bây giờ quyết tâm cố gắng niệm phật đúng không? nên mỗi một con người mình dẫn người ta đi tu là việc làm rất đặc biệt thù thắng lập trang mạng đem những buổi Phật pháp giới thiệu cho các bạn bè việc làm này đặc biệt ngày nào cũng tu phước tu duyên thù thắng bỏ thời gian một chút thôi những đứa nói bị bỏ cái thời gian làm việc này nghe đây là việc làm đặc biệt thù thắng đó phước báo quý vị rất là lớn đem học pháp giới thiệu cho nhiều người bây giờ quý vị chia sẻ một bài Phật pháp cũng khó bây giờ có người chia sẻ Phật pháp như vậy đem những buổi này đem chia sẻ cho nhiều người được nghe chúng sanh nhiều người được lợi ích mừng nhất là chúng sanh được nghe Phật pháp cởi mở tâm tư nhất tâm niệm phật để cầu sanh cực lạc việc này mừng nhất trong cuộc đời chúng ta vì mỗi một con người đến với cái cuộc đời này mình không gặp Phật pháp thì vô nghĩa nên chúng ta gặp được Phật pháp, áp dụng Phật pháp để tu hành hướng đến chỗ giải thoát. Đến cuộc đời này đừng có bao giờ nghĩ rằng chết là hết nha quý vị, chết không có hết. Chết còn sự tái sinh, nên mỗi người chúng ta phải gầy dựng từ bây giờ nhớ Phật nhớ Tây phương Cực Lạc. Để khi một hơi thở thở ra có hít vào thì Phật A Di Đà tiếp dẫn mình sanh Cực Lạc rồi. Phải gây dựng tín nguyện cực kỳ mạnh niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nhớ cái câu: Cho dù ngày mai tặng thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng. Cho dù ngày mai như thế nào Ngày nay vẫn nhớ ai với Đà Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc Gây dựng tính nguyện tính tâm này cả đời mình Thì chắc chắn giảng sanh lang thang đầu này đầu kia đầu nọ Tìm hiểu cách này cách kia cách nọ có chừng rớt Cơn vô thường đến một phát là rớt liền Nên tất cả người trong chùa chúng ta cứ thành tâm thành ý niệm Phật Hàng Phật tử nghe như vậy rồi gây dựng Tính tâm tính nguyện niệm Phật Cực kỳ kiên cố Đừng nên dao động tâm Nghe ai nói gì mặc kệ Chúng ta gây dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật cho tới cùng Đi đứng nằm ngồi nắm chắc câu vật hiệu Cầm máy bấm số mót câu vật hiệu Nhớ Mỗi phương tiện đều là việc thu thắng Để mà gây dựng cho chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc Nên gặp sự cố gì trong cuộc đời này Cứ nhớ ai với Đà Phật nhớ Tây Phương cực lạc đi là Chắc chắn mọi việc sẽ qua hết Đặc biệt lắm quý vị Nhắc nhở mạnh như vậy Cái tâm của mình nó hừng hực hừng hực cái tâm lên nhiều tối cái bài giảng bên chùa mới vì nghe đi Rồi ngày Chủ Nhật đồ nó Đưa lên nó chia sẻ rộng ra Bây giờ những buổi giảng như Đức bây giờ liên 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 lấy những bài giảng bây giờ Tại vì những bài giảng bây giờ nó đưa lên liên 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 Mình lấy những bài giảng bây giờ đưa lên liền luôn Tất cả những người lập trang Lấy những bài giảng bây giờ đưa lên liền <laughs> Dùng đa dạng phương tiện để đem vào pháp Đưa tới chỗ cho người ta Người ta tiếp nhận được lợi ích lớn 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 thiệt là lớn Nên mỗi một con người mình tính nguyện niệm Phật Kiên cố cả đời không thay đổi Ngày nào đừng có nói bạn biểu gì Phải nhớ ai vậy là Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Vừa nghe như vậy Một cái là đề xuất niệm Phật liên Dù là 10 năm 20 năm sau cũng vậy Nghe con đoạn này đến vừa nghe một cái là Vừa nghe một cái là niệm Phật liền Cứ chăng thật làm vậy đi Gây dựng tính nguyện tính tâm cả đời Niệm Phật Và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Chúc quý vị an lạc hay di đà Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ